Xin chào tất cả anh chị. Video này tôi xin trả lời một số câu hỏi của anh chị em là người mới bắt đầu tìm hiểu về con cây hương. Thì nếu anh chị em là người bắt đầu thì chúng ta nên có những cái kiến thức để xây dựng những cái chuồng trại. Gần đây thì ở trong hội anh em chăn nuôi cây hương thì có những cái chia sẻ rất là buồn. Anh chị em quay video và chụp ảnh khoảng tầm độ 50 con cây hương bị chết do vấn đề là ngập lụt ở khu vực miền Trung. Thì cái này là cái tai nạn rất là đáng tiếc do thiên nhiên, do thời tiết mang đến. Nhưng mà đây nó cũng là một cái để chúng ta rút kinh nghiệm. Con cây hương này thì chúng ta có thể nuôi ở khắp các vùng miền Bắc Trung Nam, chúng ta đều có thể nuôi được. Nhưng mà những cái khu vực ví dụ như là miền Trung thì anh chị em hay phải chịu cái ảnh hưởng của bão và lũ lụt, thì cái này anh chị em cũng nên lưu ý. Chúng ta cần có những cái kiến thức để chúng ta xây dựng chuồng trại có quy mô để làm sao tránh được cái việc gặp những cái tai nạn không mong muốn như vậy. Cái bức ảnh rất là đáng tiếc của anh chị em đã gửi lên nhóm. Để nuôi thành công mô hình nuôi cây hương này thì chúng ta cần phải chuẩn bị tất cả những cái phương án dự phòng. Đầu tiên là chúng ta phải có cái kiến thức về cái chuồng trại. Đối với những khu vực như khu vực miền Trung hoặc là khu vực miền Bắc hoặc khu vực miền Nam thì mỗi một nơi nó có một cái đặc điểm, chúng ta phải xây dựng cái chuồng trại nó khác nhau. Thì riêng đối với cái khu vực miền Bắc thì nóng lạnh thất thường, mùa nóng thì trên 40 độ, mùa đông thì có thể dưới 10 độ, thì chuồng trại chúng ta cần phải làm kín đáo và cũng phải tránh cái trường hợp là ngập lụt như hiện trạng ở trên video anh chị em đang thấy. Còn đối với khu vực miền Trung thì đặc biệt phải chú ý đến phần lũ lụt. Thì đây là những cái bức ảnh là anh chị em đã chụp lại và chia sẻ lên cho anh em để rút kinh nghiệm. Thế còn đối với khu vực miền Nam thì thời tiết và mọi thứ nó ổn định hơn thì anh chị em nuôi rất là tốt. Nhưng mà khu vực nào chúng ta cũng có thể nuôi được, miễn sao là chúng ta có cách xây dựng bước đầu tiên để thiết kế cái chuồng trại cho nó đúng, và cái quy mô chúng ta xác định làm sao phải rõ ngay từ đầu để chúng ta xác định là bước vào chăn nuôi cho nó bài bản và tránh gặp những cái trường hợp rủi ro. Thì đối với chuồng trại thì chúng ta nên làm cái sàn chuồng, cái trại của mình chúng ta nên làm cao hơn so với mặt đường để tiện cho cái việc thoát nước, và có thể là chúng ta có thể là đào ao để xử lý phân, và chúng ta có thể thả cá cho chúng ta kết hợp nuôi cá chê hoặc là những loại cá khác. Đối với trang trại khu vực phía Bắc như của tôi thì đặc biệt là đối với cái mùa lạnh thì chúng ta phải làm nó kín đáo để tránh cái trường hợp gió lùa nó rất là lạnh và ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con cái hương đối với cái mùa lạnh như thế này. Thì hiện trạng thời tiết ngày hôm nay thì nó khoảng 12 độ, rất là lạnh, nhưng mà con cái hương ở trong trang trại thì vẫn phát triển bình thường, sức khỏe rất là tốt. Chúng đã được trang bị những cái dụng cụ để hỗ trợ trong cái mùa đông lạnh như thế này. Sau khi chúng ta đầu tư về chuồng trại nó đúng quy mô và đúng bài bản thì chúng ta thường là bắt đầu là chúng ta nhập con giống. Thế nhưng mà thực tế thì mọi người đều gặp những cái rủi ro và những cái thiệt hại ngay từ bước đầu tiên. Vì cây hương thì bản chất thực tế thì hàng rừng và hàng nhiễm bệnh rất là nhiều. Những cái hàng sinh sản từ trang trại ra thì nó số lượng nó không đủ để cung cấp ra thị trường. Vậy nên là anh chị em thường gặp phải những cái con hàng giống nó đã bị nhiễm bệnh, hoặc là trong quá trình chúng ta mới nuôi chúng ta chưa kinh nghiệm và chưa biết cách chăm sóc và chưa biết cái cách nào để hỗ trợ điều trị chúng khi chúng gặp những bệnh đó. Có thể là gặp những cái bệnh thông thường nhưng chúng ta cũng không biết chữa, hoặc là chúng ta rất là lo lắng, hoặc là chúng ta có lúc đấy chúng ta rất là nóng ruột, không biết cách xử lý thế nào. Thì đấy cũng là một những cái tâm lý chung của những người mới nuôi. Thì đối với về phần con giống thì anh chị em nên lựa chọn những cái
nơi cung cấp con giống uy tín, chất lượng và yêu cầu có sự bảo hành và hỗ trợ về phần thuốc để có được những cái hỗ trợ ngay từ bước đầu khi chúng ta là người mới nuôi, thì cái giai đoạn này rất quan trọng. Sau khi nuôi được một thời gian rồi thì chúng ta sẽ có rút ra được những cái kinh nghiệm từ chính bản thân chúng ta là người nuôi, thì chúng ta cũng sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm cho riêng mình, và sau đó là đến cái những cái thức ăn hàng ngày làm sao để cho chúng ăn uống đảm bảo yếu tố vệ sinh và phát triển nhanh lớn. Cái hương là một mô hình nuôi rất là tốt, mang lại giá trị kinh tế cao cho người chăn nuôi. Nhưng với điều kiện là chúng ta là bắt đầu vào chăn nuôi thì chúng ta cần có những cái kiến thức hoặc là có người hỗ trợ ngay từ bước đầu thì chúng ta mới có thể nuôi được. Tâm lý chung của anh chị em là chúng ta thường là bắt đầu làm chuồng và chúng ta nhập con giống luôn, và chúng ta không học hỏi những cái kiến thức của những người đi trước, thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro, ví dụ như là mua về thì mua chúng ta mua nhầm giống, không đúng cái con giống mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như trên video này thì nó cũng hai dòng cái hương nó khác nhau. Cái dòng lông vàng đó là cái cái hương Bắc, cái dòng này thì cái màu lông thì nó vàng hơn và cái mặt nó có cái đám lông đen, và chúng khi mà chúng nuôi lớn hết cỡ thì chúng cũng chỉ được khoảng tầm độ 3 cân rưỡi. Đối với con đực, con cái thì nó nhỏ hơn một chút. Thì một số anh em thì lựa chọn con này vì lấy con này để thích hợp nuôi ở khu vực miền Bắc. Còn một số anh em thì lại không thích nuôi cái dòng cầy hương Bắc này và lựa chọn là cái dòng lông xám. Thì tôi bắt hai con lông xám vào chung một chuồng như này để cho anh em có thể phân biệt được hai cái giống nó khác nhau. Thì chúng ta có thể đưa ra cái sự lựa chọn cho nó phù hợp trước khi quyết định đầu tư. Thì đối với hai cái dòng cái hương này thì khi chúng bé thì thường là chúng có cái màu lông nó giống nhau, chúng ta không thể phát hiện được. Thì cũng anh chị em là người mới nuôi thì cũng hay bị mua nhầm, và sau đến khi mà nuôi một thời gian thì chúng phát triển thì lúc đó thì mới biết là chúng ta mua nhầm. Thì chúng ta lựa chọn con giống sao cho nó đúng đúng theo cái mong muốn của chúng ta ngay từ lúc đầu, và sau đó là tiến hành học thêm những cái kinh nghiệm khác, từ kinh nghiệm cho ăn, phòng bệnh, hoặc là những cái bổ sung cho chúng những cái vitamin, khoáng chất. Vì trong cái môi trường nuôi thì chúng kiểu gì chúng cũng sẽ thiếu chất, không thể đủ dinh dưỡng như ở môi trường tự nhiên. Ở môi trường tự nhiên thì chúng thiếu đủ cái gì thì chúng có thể tự bổ sung ở ngoài môi trường tự nhiên. Còn đối với môi trường nuôi nhốt thì chúng ta cần phải hỗ trợ chúng thêm những cái vitamin, khoáng chất để cho chúng không bị thiếu hụt, ví dụ như là canxi hoặc là những cái khoáng chất chúng ta cần hỗ trợ chúng trong quá trình chăn nuôi nhốt như này. Thì cái này anh chị em cũng nên lưu ý. Đấy là cái phần giống thì chúng ta cũng lựa chọn đúng. Cái thứ hai là đối với con cái hương mà bệnh thì trong quá trình nuôi thì chúng vẫn gặp những cái bệnh thông thường. Những cái bệnh thông thường thì chúng thường là không lây, thì chúng ta cũng nên có kinh nghiệm để chúng ta phát hiện sớm, mà chẩn đoán đúng bệnh và chúng ta có thuốc vào đúng giai đoạn để chúng ta có thể ngăn chặn ngay được cái bệnh khi ở giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ rất là dễ chữa. Còn nếu như chúng ta để lâu ngày quá, để đến cái trường hợp chúng đã đi ngoài mất nước nặng rồi và chúng có thể là đi ra máu thì rất là khó chữa. Đấy là một số lưu ý trong quá trình anh chị em là người mới thì chúng ta nên để ý những cái vấn đề này. Video của tôi đến đây kết thúc. Chúc anh chị em chăn nuôi